tuần thứ 12, mùa thường niên, thứ tư. Hãy coi chừng các tiên tri giả, chúng đội lốt chiên mà đến với anh em. Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găm sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng. Suy niệm: mật ngọt chết rồi, bên dưới những dịu ngọt là cạm bẫy, đằng sau những hào nhoáng là sự lường gạt, bên trong những lời khôn khéo là sự xu nịnh. Luôn sống thành thật trong mọi lời nói, hành động. Để tập luyện đức trung thực, cần bền bỉ theo đuổi quá trình trau dồi dài lâu. Trung thực để nhận ra chính mình và biết mình đang đi về đâu, sẽ làm gì và trở nên con người đáng tin cậy giữa anh chị em. Thành thật với nhau để thành thật với Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết tự rèn luyện để sống thành thật với người thân trong gia đình và với mọi người.